Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học một cụm từ mà các bạn sẽ có thể bắt gặp trong phần giao tiếp. Và chúng ta thử xem một cái ví dụ như thế này nhá. Chẳng hạn như là mình thấy bạn mình ăn uống kiểu như là rất là thất thường và mình mới nói là ano shokusekatsu ja karada kowashite tousen da to omou da yo ne. Cậu ăn uống sinh hoạt như thế thì ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi nghĩ là cái chuyện đương nhiên đấy. Là kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế thì bạn mình mới nói là yeteru hoặc là tasukani yetemasu ne. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ hiểu là yeteru với nghĩa như thế nào? Có phải là nó dùng với cái sắc thái là cậu có thể nói không? Không nhá, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về yeteru. Thực ra thì yeteru nó sẽ bằng nghĩa với sono tori da. Khi mà chúng ta đồng tình với cái ý kiến của đối phương. Watashi mo so omotteita, tôi cũng nghĩ như vậy. Watashi mo so omotteita, đúng không? Và thể hiện cái nghĩa là cậu nói đúng đấy. Tasukani hoặc là tadashii ne, đúng. Đó, thì trong cái trường hợp khi mà chúng ta đồng tình với cái điều mà đối phương nói thì chúng ta sẽ dùng với ieteru. Ví dụ như là thường ieteru sẽ đi với những dạng như là đúng như những điều cậu nói, thực sự là như thế, cậu nói đúng lắm. Honto ni anata no yu tori ne. Ietemasu ne hoặc là ieteru yo ne. Đó, thì như vậy là chúng ta đã được một cái cụm hyogen được dùng khi mà chúng ta thể hiện cái sự đồng tình với bản thân người nói. Thay vì dùng với sono tori desu thì các bạn có thể sử dụng với ieteru hoặc ietemasu ne hoặc là tasukani ietemasu ne. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.